Nhưng mà giáp hạt như thế này chúng ta lại lo là thiếu việc làm, lương thấp, vân vân. Thế đây chúng ta phải trao đổi, anh chị em chúng ta cán bộ nhân viên cùng trao đổi với chúng tôi, trao đổi với các bạn cái mong muốn của chúng tôi, cái các bạn chưa làm được, và các bạn trao đổi với chúng tôi cái mong muốn của các bạn và cái cố gắng nỗ lực của các bạn. Thế đây tôi rất cảm ơn công đoàn đã cái tổ chức một cái buổi nhân dịp kỷ niệm 60 năm là phải là công ty, nhưng cũng có một cái chương trình dành cho đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động. Để trước khi để ghi nhận câu hỏi của các bạn thì tôi cũng có vài lời thế này. Tôi được phép 30 phút trong chương trình này. Tôi được phép thì tôi sẽ trao đổi mấy lời thế này. Cái thứ nhất là trọng tâm năm 2023 của công ty là lấy con người làm trọng tâm. Và con người quyết định sự phát triển công ty trong nhiều năm qua chúng ta, nhưng năm nay chúng ta tập trung vào là con người là trọng tâm phát triển công ty. Và đây chúng ta tập trung vào ba vấn đề. Cái thứ nhất là xem xét rà soát lại cái lực lượng lao động của chúng ta sẽ vừa yếu trình độ như thế nào, và các cá nhân nào đạt được khả năng, các cá nhân nào còn chưa đạt được, và sau đấy chúng ta đưa ra chính sách đào tạo phù hợp, cải tiến lại tất cả các chính sách đào tạo từ trước đến nay, thì làm sao chúng ta đưa công tác đào tạo cải tiến hơn, đổi mới hơn. Chứ nếu chúng ta đào tạo trong thời gian qua thì mặc dù đã đưa ra chương trình đào tạo rất nhiều, đánh giá lại là cái kết quả đào tạo để đạt được có cán bộ quản lý tốt, có cán bộ nghiệp vụ tốt và có đội ngũ công nhân kỹ thuật tốt, trong thời gian qua chúng ta chưa đạt được. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta xây dựng rõ ràng các tiêu chí đánh giá người lao động và đánh giá cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, để làm sao các anh chị biết được chúng ta đang ở vị trí nào để cùng nhau phấn đấu. Và cái thứ ba, chúng ta rà soát và xây dựng lại chế độ chính sách cho người lao động. Và ba vấn đề này là trọng tâm của năm 2023, và chúng tôi giao cho tổng giám đốc và ban lãnh đạo đi triển khai sau cuộc họp này. Các anh chị tổ chức triển khai, đưa ra các cái yêu cầu như thế nào để báo cáo lại người quản trị để biết được việc triển khai của chúng ta với cái trọng tâm năm 2023 mà hội đồng quản trị đã đưa ra. Thì đấy là cái đầu tiên tôi xin trao đổi. Cái trao đổi thứ hai xin trao đổi với các bạn là chúng ta là ngành phụ trợ. Khách hàng phát triển được chúng ta mới phát triển được, khách hàng đã tin chúng ta được thì chúng ta mới có hạn nhận được. Nhưng trong thời gian qua cũng phải nói thật một câu là có nhiều vị trí chúng ta chưa đạt chuẩn vị trí của chúng ta, dẫn đến năng suất chúng ta không tăng, lương tăng hơn 1%, năng suất đã giảm. Đây là báo cáo các anh chị đã giảm so với tổng giám đốc đang đọc bình quân của doanh thu chia chung thành công của chi tiêu đầu người của năm 2022. Nhưng tôi xin nói với các bạn, năm 2022 toàn bộ cái tăng giá của chúng ta năm 2022 là chúng ta tăng lên cứ thôi cái trên bình quân khoảng 6%. Doanh thu tăng lên 6% nghĩa là doanh thu năm 2022 phải trừ đi 6% thì mới bằng doanh thu của năm 2020, thì mới so sánh được năm 2021. Và như thế này, nếu đạt được cái chia trên thành công thì tôi nói luôn là cái năng suất của chúng ta còn giảm nữa, chứ không phải chỉ có giảm ở mức là anh Toàn tổng đốc báo cáo là hơn 1% hay 2% đâu, mà chúng ta phải đến 7%, trong khi tiền lương chúng ta tăng hơn 1%. Đấy là cái nguy cơ, nó nguy cơ các bạn nhé. Và trong quản trị doanh nghiệp, tiền lương tăng tương đương với năng suất lao động, chúng ta phải nói với nhau như thế. Mà đây chúng ta tiền lương giảm 6-7%, tiền lương tăng 11%, 12%, 11%, thì tôi hỏi thật các bạn, chúng ta cạnh tranh trong thị trường không cạnh tranh được các bạn. Và dần dần chúng ta sẽ rất hay ho, một là đời sống các bạn đi xuống, hai
là chúng ta bị loại khỏi ra cái thị trường này, hoặc là chúng ta sẽ bé lại lại. Và đến cái chúc 100 năm của các vị lãnh đạo của chúng ta là cả vấn đề, tôi chúc 65 năm, 70 năm và 75 năm vân vân. Đến giờ đây tôi cũng xin là cảnh báo lời đầu tiên của các bạn là về năng suất. Cái kiểu bảo thứ hai là về chất lượng. Trong thời gian qua, cái chương trình chất lượng của bộ phận kiểm soát chất lượng không tốt, dẫn đến hàng mà bị khách hàng phàn nàn trả về, và nhất là vào năm 2023 là xảy ra ba cái khách hàng lớn Kinh Đô, Thăng Long, và cái này toàn xảy ra từ cái vô trách nhiệm của các vị trí, dẫn đến là có thể chúng ta mất khách hàng. Vì tôi cũng tuyên bố các bạn biết là Thăng Long bây giờ có mấy đơn vị có cạnh tranh, chúng ta sắm máy móc gần như chúng ta, và người ta có mối quan hệ từ bên trên. Nên tôi nói luôn với các bạn là chúng ta sẽ mất nếu như chúng ta còn làm ăn này. Và Kinh Đô bây giờ có ba đơn vị vào nước rồi, chúng ta làm cũng chả đi trở về, cứ giải quyết liên tục như thế này thì tôi xin nói thật với các bạn là chúng ta không ổn đâu, xin nói thật là không ổn. Nên ở đây tôi cũng xin nói là các vị trí làm việc ngay các sự xem xét để làm sao cho chúng ta nâng cao vai trò cái trách nhiệm của chúng ta. Nên vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba tôi xin nói với các bạn là vấn đề về chấp hành các quy định của công ty. Ở đây chúng ta cũng nói về kỷ luật công nhân, chấp hành về quy, chấp hành các quy trình sản xuất. Như tổng giám đốc vừa tổng kết, các cái sai của chúng ta đều từ cái việc chúng ta không chấp hành quy trình sản xuất, dẫn đến cái chúng ta không kiểm soát được chất lượng. Nên ở đây chúng tôi cũng xin trao đổi các bạn là nếu như chúng ta không chấp hành các quy định, hiểu đây chúng ta sẽ làm sai, chúng ta làm tắt, chúng ta làm không tuân theo nó, chúng ta bỏ qua, dẫn đến chúng ta lỗ. Thế một cách cuối cùng tôi nói là tiết kiệm. Tiết kiệm là vấn đề mà ở Hưng Yên, nhà máy ở đây cũng đã bây giờ nếu như chúng ta lãng phí thì tôi xin nói các bạn là cái tiêu hao nó lớn rất nhiều. Ví dụ như điện năng chúng ta sử dụng rất lớn, ga chúng ta sử dụng rất nhiều, cái điều hòa chúng ta đây các cái điều hòa như cái nhà này chúng ta hoặc cả cái sửa 2500 mét vuông như chúng ta hai tầng là điều hòa trung tâm. Nếu ý thức của anh chị em không có, đấy tôi mới nói mấy cái thôi, còn chưa nói là mực mỡ của in ống đồng, in ống sắt, của dùng các nguyên vật liệu tiêu hao chúng ta lấy thừa sản phẩm chúng ta không bớt giấy lại vân vân. Thì tôi cũng xin nói các bạn không làm sao chúng ta giảm được chi phí, và nếu không giảm chi phí thì không giảm được giá thành, và không giảm được cái giá thành thì cạnh tranh trên thị trường chúng ta sẽ rất yếu, dẫn đến cái là chúng ta cái sức cạnh tranh kém và chúng ta không việc làm và chúng ta không có lương. Đấy là một trong những cái mà tôi xin cảnh báo với các anh các chị để chúng ta cùng nhau để chúng ta nắm được. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có cái cách nào làm, và tôi mong là từng cán bộ nhân viên chúng ta ở đây, các anh các chị các quản lý, ban lãnh đạo đã có các quy định của công ty thì tổ chức cho hoạt động, duy trì làm sao thực hiện cái đấy. Cái thứ hai những cái gì thiếu, cái gì chưa đủ, cái gì không phù hợp chúng ta góp ý, chúng ta cùng nhau để xây dựng các quy trình, xây dựng các cái quy định, xây dựng các nội quy ngày càng phù hợp hơn để làm sao đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như đáp ứng được cái nâng cao được đời sống của anh em và tất cả anh em đến đây đi làm. Tôi xin nói mục tiêu của chúng ta là phải có thu nhập ổn định để làm sao cuộc sống tốt. Cái thứ hai là sống trong môi trường, trong môi trường con người quan tâm với nhau, cùng giúp đỡ nhau, và đến đây thấy tiếng cười nhiều hơn là cái than thở, cái cảm nhận. Nên rất mong là cái buổi đối thoại hôm nay, đầu tiên tôi xin có một số lời với các bạn, các bạn nắm được các vấn đề. Đấy là cái mong muốn của cá nhân tôi và những cái chúng ta đã xảy ra trong thời gian qua của công ty. Còn tiếp theo bây giờ chúng tôi nghe cái phản nàn của các bạn. Thế tôi đề nghị công đoàn, đề nghị các bạn là cái này chúng ta đã có tổ chức, thì đề nghị các bạn có những câu hỏi
thì xin mời các bạn hỏi và chúng tôi sẽ trả lời. Xin mời.